Và thí sinh Nguyễn Thị Dung, số danh 32A, năm nay 75 tuổi, hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát dự thi Miền Nam nhớ mãi ơn người, sáng tác Lưu Cầu. Thí sinh chuẩn bị Nguyễn Thị Minh, số danh 33A. Chăm lắng cho quê nhà yên vui.